Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã tuyên bố phát hiện có những dấu vết của nước ở mặt trăng xoay quanh sao mộc có tên gọi là Europa. Kết quả này cũng kèm theo ghi nhận là không có sự sống hiện diện trên hành tinh này. Ngoài ra, những hoạt động trên Europa và kính viễn vọng không gian Hubble ghi nhận được lại rất quan trọng. Với những vân bề mặt địa chất ghi lại, các nhà khoa học đã đưa ra giả thiết có đại dương bên dưới mặt của Europa. Trước đó, vào năm 2012, một nhóm nghiên cứu khác cũng đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy có hơi nước phun trào từ vùng cực nam băng giá của Europa. Nhóm Corot ước tính các luồng khí này đạt tới chiều cao hơn 160 km. Với những gì mà NASA đã phát hiện ra, càng củng cố thêm hai nhiệm vụ mới trong tương lai của tổ chức này. Năm 2018, kính viễn vọng James Webb sẽ được đưa vào hoạt động. Đây là kính viễn vọng có chức năng sử dụng tầm nhìn hồng ngoại để phát hiện nước. Ngoài ra, NASA cũng sẽ sớm gửi một vệ tinh vào năm 2020 để bám sát hành tinh này trong tương lai, qua đó hy vọng tìm thấy miền đất mà con người có thể sinh sống được. Hiện sao mộc có đến 67 mặt trăng bay xung quanh hành tinh này, trong đó có một lượng nhỏ hành tinh chưa được đặt tên.